Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Ngọc Mưa nha. Hôm nay là một ngày cuối tuần. Mình nghe nói là trong mall này đang sale giày tại thương hiệu Macy. Cho nên là mình vào đây mua giày. Và nhân tiện thì mà đang ngắm cái khung cảnh rất là đẹp, rất là thơ mộng ở đây, thì mình cũng muốn chia sẻ đến cho các bạn. Cái mall này rất là đặc biệt. Nó nằm ở giữa trung tâm của thành phố St. Louis, Missouri. Và cái điều đặc biệt mà cái mall này mình thích đó là tuy nó là một cái mall nhỏ nhỏ, trung trung, không lớn lắm, có 3 tầng. Nhưng mà có một cái khuôn viên nhỏ nhỏ bên trong như là một cái công viên mini đây. Các bạn nhìn thấy không? Cũng xanh mướt màu cỏ, xanh mướt màu cay, nhưng mà là đồ giả chứ không phải đồ thật. Tuy nhiên vẫn cho du khách một cái cảm giác nghỉ ngơi rất là thoải mái. Chung quanh cái công viên nhỏ này có bán đồ ăn thức uống rất là nhiều ha. Những cái bộ bàn này là mình tha hồ ngồi nghỉ chân ha. Và đặc biệt sạch sẽ. Chỉ có vòi nước thì là vòi nước thật nha các bạn. Bên ngoài thì hôm nay nóng vô cùng, nhiệt độ trên 100 độ. Và vào bên trong thì đương nhiên trong mall mà mở máy lạnh thì mát rồi. Nhưng mà khi mà lại gần cái khuôn viên cây xanh với lại nước này đó, thì trời ơi, cái cảm giác rất là thoải mái luôn. Và mình đang ăn một cái cốc kem nữa, cho nên là sướng lắm. Mát trong cổ họng và mát ở ngoài. Nãy giờ mình cũng có đi dạo một vòng chung quanh cái mall này rồi ha. Thì mình thấy cũng có rất là nhiều thương hiệu nổi tiếng. Nhưng mà tình hình hiện giờ thì rất là vắng khách. Tất cả những cái mall nói chung trên nước Mỹ hiện giờ thì rất là thê thảm đó các bạn. Kể từ sau mùa dịch đó là người ta cứ quen cái cách mua đồ, mua sắm cái gì cũng online đó. Cho nên người ta không có còn thiết tha đến những cái trung tâm mua sắm như thế này nữa. Có rất nhiều những cái khu trung tâm mua sắm sầm uất mà cũng đang bị dần dần co hẹp lại hoặc là đóng cửa. Đây là quầy mỹ phẩm ha. Tuy nhiên hôm nay thì mình không có mua quần áo hay mỹ phẩm gì hết. Mình chỉ tập trung đi mua giày mà thôi. Đây, cái trần của mall cũng rất là đẹp. Mình thấy cảnh đẹp quá, mình đi ngắm trước. Đây, các bạn thấy nè, rất là nhiều đôi sandal cho mùa hè. Rất là dễ thương, 50% off đó các bạn. Mình lựa ra một đống giày mà đúng cái size của mình á. Xong rồi mình ngồi, mình thử, mình mang vô. Mà sao đôi nào nó cũng êm chân lắm. Tại vì giày hiệu là nó như vậy đó. Giá thì cũng không có đắt lắm quý vị. Tại vì 50% rồi. Trời ơi, mình lựa đống giày chứ mình không biết mình mua đôi nào nữa. Mình thấy đi vô đôi nào thấy cũng dễ thương, cũng êm chân. Mà nếu mà chở hết tụi nó về thì hơi hao. Cho nên cứ ngồi nãy giờ ngắm từng đôi lựa mãi, không biết mua đôi nào. Tất cả những cái đôi này đều là size của mình hết. Đó, tất cả những cái giày trên cái giá này là on sale hết đi các bạn. Toàn là giày hiệu không, các bạn nhìn thấy thích không? Mình thì có tuổi rồi cho nên là những cái đôi giày của mình lựa chủ yếu là thoải mái thôi, êm chân thôi. Còn đây là một cái cột nước. Nó đi từ tầng 1 cho đến tầng 3 đụng nóc luôn đó các bạn. Đó, cái cột nước này thì nó chỉ là có cái tính cách là cho mọi người ngắm relax thôi. Mới đầu mình không biết nó là cột nước. Mình thấy mình chả hiểu là cái gì. Đấy, mình sờ vào thấy nước không? Đứng gần cái cột nước này thì cho mình cái cảm giác rất là mát mẻ ha.